Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thượng thừa giúp nâng cao tâm tính và thể chất thông qua việc luyện tập các bài công pháp và tu dưỡng đạo đức con người. Tại Trung Quốc, truyền thống tu luyện đã có lịch sử hàng ngàn năm và đã định hình nên nền tảng tinh thần của dân tộc Trung Hoa. Vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng. Môn tu luyện này nhanh chóng được phổ truyền nhờ những nguyên lý uyên thâm và lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Năm 1999, với hơn 100 triệu học viên, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành môn tu luyện lớn nhất tại Trung Quốc và trên thế giới. Y học cổ truyền Trung Hoa tập trung vào kinh mạch và tin rằng sức khỏe thể chất liên quan đến sức khỏe tinh thần. Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả tâm lẫn thân, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch tự nhiên của thân thể. Hệ thống miễn dịch của tôi rất tệ, tôi đau ốm liên miên. Tôi đã đến với môn tu luyện này vì lý do tinh thần, nhưng ngay lập tức tôi không còn đau ốm nữa. Tôi cứ trăn trở vì sao tôi không còn ốm yếu nữa, có gì không ổn chăng? Thực tế là, bây giờ tôi đến các buổi tiệc, họ sẽ nói, cứ đưa những đứa trẻ ốm yếu cho Jin đi nào, cô ấy không bao giờ bị ốm cả. Tôi cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể một cách rất vi diệu và khó tả, nhưng cảm thấy rất thoải mái. Tôi có thể ngủ rất ít và luôn cảm thấy tỉnh táo, nhưng không giống như tác dụng mạnh mẽ của cà phê, mà là một cảm giác rất tĩnh lặng và tự tại. Và chỉ ngủ một giờ đồng hồ mà như một ngày, do đó tôi luôn tỉnh táo và đầy sức sống. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, những lúc bị sếp hay người giám sát mắng, tôi rất bực mình và ngay lập tức phàn nàn về người khác và cảm thấy thật bất công. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, bài học lớn nhất mà tôi học được là nhìn vào chính mình và luôn luôn tìm cách nâng cao tâm tính bản thân. Nếu tôi không thích điều gì đó mà người khác làm, trong tâm tôi sẽ nghĩ rằng, ồ, tôi không thích như thế, và rồi tôi nhận ra rằng điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tôi chỉ vì suy nghĩ không tốt về người khác. Sau khi nhận ra điều đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi không còn bận tâm đến những điều mà tôi thích hoặc không thích ở người khác. Tôi chỉ tập trung hơn vào việc mình phải làm thế nào để trở thành một người tốt, làm chủ tâm trí của mình, tĩnh tâm xuống, và những cơn đau đầu giờ không còn xuất hiện nữa. Lần đầu tiên tôi nghe đến Pháp Luân Đại Pháp là khi tôi 12 tuổi, vốn là thời kỳ nổi loạn. Tôi ít khi nói chuyện với cha mẹ, về nhà là đóng sập cửa. Thiền định dạy tôi cách nhìn vào trong. Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cha mẹ, kính trọng họ hơn. Vì thế mẹ tôi rất vui như thể là bà tìm lại được đứa con trai vậy. Năm 1983, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh teo cơ. Thuốc đông y và tây y đều không trị được. Vào tháng 2 năm 1998, một người bạn từ Trung Quốc viết thư cho tôi. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính, nó có thể nâng cao đạo đức cũng như sức khỏe của con người. Vì thế tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau 3 tháng, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là các giá trị chân, thiện và nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp giảng rằng đó là những nguyên lý tối cao của vũ trụ và lấy chúng để chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày và việc thực hành tu luyện. Khi còn nhỏ, tôi thường ngồi trên giường, nhìn ngắm các vì sao đêm và nghĩ, tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao chúng ta tồn tại? Và nhất là, chúng ta từ đâu tới? Lần đầu đọc chuyển Pháp Luân, cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rất nhiều những câu hỏi như vậy đã được giải đáp ngay tức khắc. Tôi nghĩ lợi ích lớn nhất là có được nội tâm an hòa. Nội tâm tôi trở nên an hòa đến mức khó tin. Gia đình tôi chắc chắn được hưởng lợi ích. Chồng tôi nói rằng chỉ trong một tháng mà tôi đã trở nên dễ gần hơn rất nhiều. Áp dụng chân, thiện và nhẫn vào cuộc sống thường ngày,
là thử thách lớn nhất trong đời tôi. Thật vậy đấy, bạn có thể nghĩ đơn giản thôi mà, nhưng trong đó ẩn chứa nhiều thử thách. Nhưng mọi người quanh bạn sẽ cảm nhận được, bởi vì bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, cười nhiều hơn và chân thành hơn rất nhiều. Tôi dường như luôn tìm kiếm điều gì đó, và mọi người thường đi tìm những thứ bên ngoài, như tiền bạc, quần áo, sắc đẹp hay bất cứ thứ gì. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một nội tâm an hòa, giúp tôi thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra xung quanh thì tôi cũng vẫn bình tâm. Tôi đã có được những giá trị và nguyên lý để làm theo, giống như không phải là được bảo đảm, mà là được bảo đảm về nội tâm và có được sự tĩnh lặng và an hòa mà trước đây tôi không có.